Hello mọi người, chào mừng đã quay trở lại. DJI Mic phiên bản microphone không dây đầu tiên đến từ thương hiệu DJI đình đám. Một sản phẩm mà rất nhiều nhà làm phim nghiệp dư này, chuyên nghiệp và thậm chí là chúng mình cũng rất yêu thích. Nếu như bạn đang muốn cải thiện chất lượng audio cho những cái video sắp tới của mình thì đây là một sản phẩm mà bạn không thể bỏ qua. Và video này chúng mình đang thu trực tiếp từ chiếc DJI Mic. Và hãy cùng xem hết video, cùng nhau xem phiên bản đời mới nhất và đánh giá chất lượng xem âm thanh như thế nào nhé. Sản phẩm DJI Mic phiên bản đầy đủ có hộp sạc và phiên bản single 1TX và 1RX hiện đều có sẵn tại tokyocamera.vn. Đừng quên ghé ngay để xem giá tốt nhất nhé. Ở thời điểm ra mắt, DJI Mic gây ấn tượng với hộp sạc kiêm hộp đựng mic và đầy đủ phụ kiện cần thiết để thu âm ở bên trong. Có thể dùng tới 15 tiếng cho hộp sạc và 5 tiếng cho bộ thu phát. Điều đó có nghĩa là các bạn sẽ không phải sạc nhiều cho mic, chỉ cần dùng hết pin thả vào hộp sạc, dùng thêm vài lần, quá tiện lợi đúng không? Tuy nhiên thì đối với nhiều người, việc có hộp sạc cũng như là hai mic không phải là quá cần thiết. Ví dụ như họ là những người làm phim độc lập này, chỉ làm một mình mà thôi, không có nhu cầu dùng đến hai mic làm gì cả. Hay là những người không cần phải ghi âm trong một cái thời gian quá dài, hay là người ta luôn luôn có những cái dây sạc này, có những cái bộ sạc dự phòng rồi và không cần đến cái cục sạc này nữa, vân vân và mây mây. Và đó là lý do tại sao phiên bản DJI Mic rút gọn được ra đời. Với phiên bản này thì bạn sẽ tiết kiệm được khoảng 3 triệu đồng mà vẫn có khá đầy đủ đồ dùng, bao gồm bộ thu phát này, bông lọc, các adapter, dây cáp. Chỉ cần mua là sử dụng được ngay với hầu hết các thiết bị phổ biến. Thậm chí các bạn chỉ cần một cái bộ phát độc lập, bạn cũng có thể ghi âm được luôn và xuất file bằng cách kết nối với máy tính rất đơn giản. Thay vì hộp sạc, với phiên bản rút gọn 1TX và 1RX này, các bạn sẽ có một túi vải nhỏ gọn, có thể nhét được tất cả các phụ kiện và bộ thu phát vào bên trong. Đối với mình thì nó gọn nhẹ và thuận tiện hơn việc mang theo một cái hộp sạc khi đi quay nửa ngày. Với tất cả sự tiện lợi nêu trên thì phiên bản DJI Mic rút gọn này là một cái gợi ý của mình dành cho những bạn nào đang là một cái nhà làm phim độc lập và cũng như bạn đang muốn tiết kiệm chi phí khi làm phim. Tuy nhiên thì mình có một cái lưu ý nho nhỏ với các bạn, đó chính là cái transmitter này nó rất là khó mua. Nếu như bạn không chắc rằng là trong tương lai mình sẽ chỉ mãi mãi quay phim một mình ý, thì mình khuyên các bạn nên thêm một chút. Chúng ta sẽ lựa chọn phiên bản đầy đủ hơn, thứ nhất là vừa có hộp sạc này để bao giờ cần thì dùng. Còn không thì các bạn sẽ có thể sử dụng nó lâu dài hơn, kinh tế hơn. Và khi nào các bạn cần quay hai người, chúng ta luôn luôn có sẵn sàng thiết bị để sử dụng. Nếu như các bạn lúc nào mà không thích cái hộp sạc ấy thì có thể mang hai cái mic rời đi cũng chẳng làm sao cả. Còn khi nào cần, chúng ta chỉ cần bỏ chúng vào hộp và cho tất cả vào ba lô, thế là xong. Và sau khi xem hết video này và nghe những cái âm thanh được thu từ chiếc DJI Mic, bạn có đánh giá thế nào về chất lượng âm thanh của nó? Và nếu như bạn đã quá hài lòng về nó rồi thì phiên bản nào, phiên bản rút gọn hay phiên bản đầy đủ sẽ là lựa chọn của bạn? Đừng quên để lại bình luận ở bên dưới và ghé ngay Tokyo Camera để có thể mua DJI Mic chính hãng nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên like, subscribe cho chúng mình đấy nhé.